hoảng sợ trước cảnh tượng voi tấn công con người. Liệu con người yếu đuối có bị chịu đè bẹp bởi loài vật khổng lồ này không? Vua động vật xin chào các bạn thân mến. Hôm nay, hãy cùng chúng mình xem lại một số video ghi lại cảnh tượng voi tấn công con người và liệu con người yếu đuối có thể thoát khỏi loài vật có số cân nặng tính bằng tấn này không bạn nhé. Voi là một loài động vật trên cạn lớn nhất hiện nay. Trên thế giới, hiện giờ có 3 loài voi là đồng cỏ châu Phi, voi rừng châu Phi và voi châu Á. Trong số 3 loài này thì voi đồng cỏ châu Phi là loài có kích thước lớn nhất. Chúng có khối lượng cơ thể từ 5,2 đến 6,9 tấn. Voi châu Á có khối lượng từ 2,6 đến 4,5 tấn. Voi đồng cỏ châu Phi là loài nhỏ nhất, chỉ có 1,7 đến 2,3 tấn. Nhắc đến ngoại hình của loài vật này, chúng ta luôn nhớ đến các đặc điểm cực kỳ nổi bật là kích thước to lớn, cái vòi dài dùng để thở uống nước, đưa thức ăn vào miệng, đồng thời sử dụng để cầm nắm đồ vật. Chúng sở hữu cặp ngà màu trắng to, hai cái tai lớn to bè như cái quạt, bốn chân to như cây cột để nâng đỡ cơ thể to lớn vĩ đại của chúng. Thử nghĩ mà xem, chỉ cần một cú đạp của chúng đã có thể đè bẹp mọi con vật, đồ vật ở dưới chân. Những con voi thường tập trung theo đàn, voi con cái già nhất sẽ là con đầu đàn, dẫn dắt những con voi cái khác và con voi đi tìm thức ăn và nước uống. Còn những con voi đực có thể sống được đơn độc hoặc là tập trung lại thành từng đàn với số lượng không ổn định. Loài voi khi trưởng thành, nó an toàn trước tất cả các loài động vật trừ con người. Con người đang săn bắt voi để lấy ngà, từ đó dẫn đến sự giảm số lượng nhanh chóng của loài vật này. Voi được con người thuần chủng rất hiền lành, voi rừng thì hung hãn và hoang dã hơn. Tuy nhiên, dù hiền lành hay có hung dữ thì vẫn có nhiều trường hợp voi tấn công con người. Các bạn có thể thấy hình ảnh được ghi lại một con voi đang chạy rất nhanh đuổi theo 3 người đàn ông. Được biết, 3 người này đã cố tình đến lại gần con voi để chụp ảnh với nó. Tuy nhiên, hành động này đã làm con voi nổi giận và bị voi đuổi theo. Trong cuộc bỏ chạy đầy hoảng loạn đó, một người đàn ông đã bị té ngã và bị con voi dùng chân đá. Rất may sau đó, con voi cũng trở nên bình tĩnh, không cố gắng chạy đuổi theo. Cả 3 người đều đã chạy thoát. Một cảnh tượng tiếp theo cũng khiến cho người xem sợ hãi tột độ là cảnh một con voi đang từ trong rừng đi ra ngoài. Khi nhìn thấy một người đàn ông thì bỗng nhiên lao đến đuổi theo, khiến người đàn ông hoảng hốt và bỏ chạy thục mạng. Có thể vì hoảng loạn mà người đàn ông này đã bị vấp ngã. Khi con voi đến nơi, người đàn ông ngã xuống, nó liên tục dùng chân và vòi của mình để tấn công người dân ở đó, cũng rất sợ hãi. Với những tiếng la hét liên tục trong vô vọng, nhưng không dám lại gần con voi đang cực kỳ nóng nảy đó. Được biết, rất may cho nạn nhân là sau đó lực lượng kiểm lâm đã có mặt kịp lúc để khống chế con voi, đuổi nó về rừng. Người đàn ông đã may mắn thoát khỏi tử thần nhưng cũng không tránh khỏi những tổn thương cơ thể nặng nề do con voi đã gây nên. Hãy tưởng tượng một con voi to lớn trực tiếp xông thẳng vào mình thì chắc chắn ai nấy cũng hoảng sợ mọi người nhỉ. Xem xong video, mọi người có cảm nghĩ như thế nào về loài voi này? Nếu thích, hãy tặng cho chúng tớ một like và một follow để theo dõi được nhiều video bổ ích hơn nữa mọi người nhé. Cảm ơn mọi người.